hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker ha. Chúc anh em một ngày thiệt là tốt lành. Thì hôm nay mình về bốn em bò đỏ luôn. Bốn em bò đỏ dành cho anh em từ CB300 tới 150 và tới 650 luôn. Thì bây giờ cái con đầu tiên là con siêu đẹp ha. Đúng ra là con này Minh bán rồi nhưng mà khách cọc rồi. Nhưng mà khách ở nước ngoài bị dính Covid không có về được cho nên là nhượng lại cho anh em khác. Thì con này là siêu đẹp luôn ha anh em ha. Con này là mẫu 2020. Odor hiện tại nó là 4.000 cây. 4.000 cây và 2 chìa khóa zin như hãng đầy đủ. Và đặc biệt con này có nhiều đồ chơi. Mão nè, tay thắng, tay côn nè. Rồi chống đổ khung nè, rất là xịn sò giống như 650 vậy đó, chống đổ khung. Rồi bô độ nè ha. Trắng bùng sao nè, bi quay cho anh em cái trắng bùng sao nè, đó bô độ nè. Bát biển số. Và con này tất cả đồ zin còn nha. Và xe hầu như là không có chạy xước gì luôn nha anh em. Không có chạy xước gì luôn. Rồi bây giờ cho anh em nghe tiếng bộ độ. Và giá con này hả, cực kỳ rẻ luôn ha. 89 triệu ha anh em ha. Xe này biển số thành phố Cần Thơ nha anh em. Cần Thơ thì 1% nha anh em. Rồi nghe tiếng bộ nha. Rất là đã luôn. Tuyệt vời. Đồ zin đầy đủ không thiếu một món nào và xe không một vết chạy xước luôn anh em, rất là đẹp, xe lướt rất là đẹp, đáng để chơi. Em ngồi thử con CB, CB300 này thì đối với những anh em trên 1m6 thì mới chạy ok nha anh em. Ngang này 1m6 mấy nè. Đó. Rồi, ngồi là nhón nha, mang giày vô là mới đẹp nha anh em. Rồi, cảm ơn em. Đó, anh em lưu ý nha, anh em mà dưới 1m6 là chạy nó hơi bị thấp nha. Dưới mấy sáu chạy con này hơi bị thấp. Nào em quay cho anh em coi bình xăng đâu nè, rất là mới luôn mà hầu như xe là mới nguyên chiếc luôn, mới tinh. CB300 nha, mới tinh luôn, không có một vết chạy luôn á anh em. Mình thấy rất là mới luôn á, mới cực kỳ luôn. Theo mình đánh giá là mới, xe này chở người yêu đi chơi, đi phượt rồi ok. 4.000 cây luôn anh em nha, 4.000 cây xe nó như mới thôi, có bô độ, bô zin nó còn đầy đủ. 89 triệu cho một em này quá là giá là quá là ok luôn ha anh em ha. Rồi tiếp theo, tiếp theo cho anh em không để anh em đợi lâu nữa, đó là CBR150R. Mẫu này là 2022 nha anh em. Vẫn là xe mới, đủ 2 chìa. Con này đặc biệt là còn sổ bảo hành chính hãng, cứu hộ xe máy gì tùm lum hết. Thì nó như mới. Và con này lên một dàn ốc titan và ốc zin vẫn còn một đống ốc zin nè. Đó, hình như khoảng 20-30 con ốc titan. Thì có ốc zin, đó, ốc titan, quay cho anh em thấy mấy chỗ ốc titan, 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 titan. Titan một đống luôn anh em, lên về titan quan trọng mà có ốc zin cho anh em. Vậy ốc titan này mình đón lên khoảng là 2 triệu mấy á. 2 triệu mấy, thôi xung quanh toàn là titan không? Xung quanh toàn là titan, ê, đó. Rồi, thì xe này mới đi 5.000 thôi nha anh em, xe lướt, những con này xe lướt. Và xe này là đối với anh em là không chạy xước nha anh em. Tại vì xe này đang bọc keo nguyên con. Đang bọc keo nguyên con, anh em lột ra là như mới nha. Đối với mẫu này mình không giới thiệu nhiều nữa ha. Con này biển số thành phố Hồ Chí Minh. Mình để anh em giá tốt cho anh em chơi luôn, 57 triệu. Anh em đừng có hỏi có phích hay không nha. Giá này là không tốt nữa rồi, còn gì nữa đâu mà phích. Nè, có giá đỡ điện thoại luôn nè, vàng ốc titan là biết bao nhiêu tiền à. Giá tốt luôn, xe lướt không chạy xước anh em. Xe lướt luôn. Xe này mà ở ngoài bán sáu mấy là phải re luôn á anh em. Đang bọc keo nguyên con, anh em lột ra là không có một vết chày. Rồi anh em coi chưa. Rồi bây giờ qua em này. Em này là biển số Vũng Tàu. Em này là 4.000 cây nha anh em, cực lướt, không chạy xước luôn. Em này vẫn không chạy xước tại vì mình chia xe lướt hai chì hãng, quá tuyệt vời. Em này là đăng ký lần đầu 2021, có lý lịch đầy đủ luôn nha anh em, một chủ đập thùng. Đó, em này em bán là 192 triệu cho anh em chơi nha anh em. Anh em đừng hỏi bớt không nha, không nha anh em nha. Anh em hỏi mất công rồi anh em nha. Anh em thấy không hợp lý thì anh em lựa xe khác anh em mua nha. Tại mình bán ở đây là giá cũng có hợp lý rồi. Rồi xe này nè, xe này mà anh em hỏi bớt không nữa là chết tôi luôn. Con này CBR bản ABS 219. Con này anh em đáng mua nè, mua về tập chơi. Bản ABS này hồi đó mua khoảng là 100 triệu anh em. Anh em là đã chơi xe này rồi anh em biết ha. Cái bản này là bản mắc nhất khoảng 100 triệu. Và xe này còn hai chìa đầy đủ luôn. Đó, em này ô đo là 20.000 nha anh em. Hơn 20.000. Em này thì cũng không có chạy xước gì nhiều, còn cũng rất là đẹp. Xe còn hai chìa đầy đủ nè, đó quay anh em xem, hai chìa chính hãng đầy đủ luôn. Thì em này ha 38 triệu cho anh em về tập chơi nha anh em. ABS nha, cái bản ABS nào đó mua năm 2019 hay 20 là
khoảng 100 triệu nha anh em. Anh em mà đã chơi dòng này thì anh em vô coi thử mình có nói đúng cho anh em không nha. Rồi xe cực kỳ ngon luôn, xe zin. Đó. Con này mua về trải nghiệm tập chơi mô tô là y bài luôn, không có sợ lỗ nữa anh em. Giờ 38 triệu là lỗ gì nữa. Đó, xe này biển tĩnh ha anh em ha. Đó, rồi. Quay xa xa cho anh em coi con này, chắc nhiều anh em sẽ cần con này. À, con này có lên chống đổ luôn nè. Đó, anh em có thể tham khảo nha anh em. Con này đáng để chơi luôn, theo mình mà một người bán xe em tư vấn con này rất đáng để chơi, tại vì mình bán rẻ, bán kiểu như là về vốn cho anh em tập chơi. Mấy cái mẫu nhỏ này thì mình cũng không có quan tâm cho lắm anh em. Đó, 38 triệu giờ anh em mua được con Exciter. Đó, mấy con này đi tiết kiệm xăng nữa, xe Honda thì nó không có hư vặt gì đâu anh em. Nó bền lắm. Đó, anh em cứ tha hồ mà chơi. Và cái mẫu 150 này. Rồi tiếp theo đó là MT15, 52 triệu. Rồi, trong đây có một cái con này anh em hay hỏi, nhưng mà sao anh em hỏi nhiều quá mà anh em không mua con này. 46 triệu 200 phân khối nha anh em. Con này lướt 4.000 cây nha anh em, xe rất là đẹp, xe ở ngoài rất là ngầu. Đó, em quay xa xa cho anh em coi, nhiều anh em hỏi lắm mà sao không thấy qua mua. Con này rất là nhiều người hỏi luôn, bên mình rất là nhiều người hỏi luôn. Giá hợp lý, tập chơi rồi ok, mấy cái dòng này bây giờ anh em sướng tập chơi rất là ok. Quay kỹ cho anh em xem, heo đồ đẹp lắm, nói chung là mọi thứ còn đẹp anh em. 4.000 cây thì rất là đẹp. Phục upside down đầy đủ nha anh em, xe này có phục upside down. Xe mới hai chì luôn, chính hãng luôn. Bên mình phải nói một từ thôi là khách đi xe khá là dữ. Những khách bán xe cho mình khá là dữ ha. Lúc nào cũng hai chì đầy đủ hết, full hết, rất là kỹ tính. Rồi em quay ngược, quay đi lại nè. Đó. Rồi. Đó, quay gì mới thấy anh. Đó, rồi đây là những em xe đó, anh em nào thích thì cứ lựa đi ha. À, CBR150 ABS, bản này là ABS nha anh em, nó đừng nhầm lẫn nha. 38 CBR650 4.192 CBR2022 ABS. Mình bán cho anh em giá hợp lý 57 triệu, xe có dán đầy đủ, dán keo đầy đủ nên anh em không có sợ về cái chuyện chạy xước con xe ha anh em ha. Đó, 57 triệu rồi, em này là hàng hot nhất bên mình. CB300R không một vết chày, đồ chơi nhiều nữa. Đã đếm cho anh em coi, tay con, tay thắng, chắn gió, ốc titan, chắn gió này carbon luôn nha anh em, carbon luôn. À, chống đổ 1 2 bình dầu luôn nha, cái này là lên full combo bình dầu luôn. 1 2 3 4 5 5 món. 5 món đồ chơi. À 5, à, chắn bùn là 6, bảo vệ này là 7. Một con xe có 7 món đồ chơi là mình thấy là cũng là ổn định rồi ha anh em ha. Đối với dòng này là anh em ổn định chơi rồi ha. Quan trọng là chiếc xe zin nó đẹp hơn anh em. Con này đầy đủ đồ zin, chủ khá là kỹ, một bao đồ zin luôn. Đó. Anh em về chơi là khác gì đập thùng đâu anh em, tiết kiệm được mấy chục triệu nữa. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip của Minh Maker. Thì mình nói luôn là anh em mà thích cập nhật các mẫu xe về hay là cập nhật xe mình bán thì anh em vào cái bay Facebook, cái ban bay ở trên Facebook đó là Minh Maker. Là anh em bấm chữ Minh Maker là ra ha. Mình là chỉ có một Minh Maker duy nhất ha. Đó. Còn anh em nào mà muốn liên hệ trực tiếp gọi alo mình tư vấn thì đây có số điện thoại nè. Gọi alo mình tư vấn. Đó, alo mình tư vấn là ok nha anh em. Đó, rồi. Còn anh em nào số chuyển khoản thì qua đây. Đó, số tài khoản. Còn gọi điện thoại tư vấn là đó, gọi cho mình. Và địa chỉ của mình đọc lại luôn lần nữa cho anh em ha. Đó là 43D, cư xá Phú Lâm D, phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà của mình á là nằm sát bên trường trung học cơ sở Phú Định. Anh em nhớ nha, anh em nào tìm không được á, thì anh em cứ bấm là sát bên trường trung học cơ sở Phú Định. Nhà có chiếc bán tải đậu phía trước rực rỡ hả, là anh em biết. Hoặc là nhà mình nằm đối diện công an phường 10 quận 6, nhìn ra là thấy công an phường 10 quận 6 luôn, là anh em có thể tới nhà mình. Thì bên mình bán xe, không những bán xe không, thì đây là cái khu vực mà dành cho anh em rửa xe và chăm sóc xe, vệ sinh xe và phích những cái lỗi nhẹ. Còn những cái lỗi nặng mình sẽ đem về nhà, ví dụ như những cái lỗi mà phải tháo lắp, ví dụ như là xì phuộc nè, xì phuộc rồi giá giỏ rồi đó. Còn những cái lỗi nhẹ như tăng sơn rồi mình làm tại đây, rửa xe tại đây và thay nhớt tại đây. Đó, bên mình là anh em lưu ý nha, cái dòng mô tô của mình á thì nó sẽ có nhiều cái cấp nhớt khác nhau, thì anh em qua đây mình sẽ tư vấn cho anh em từng cái cấp nhớt để phù hợp với con xe của anh em, để anh em đi lâu dài nó bền hơn. Và về cái chi phí bảo dưỡng xe á thì vài bữa mình sẽ làm một cái clip riêng
dành cho cái chủ đề về là bảo dưỡng xe như thế nào, và những xe mô tô này nó hư cái gì và nó cần bảo dưỡng những cái gì và chi phí bao nhiêu, mình sẽ làm vào một cái clip sau để cho anh em hiểu rõ hơn. Thực chất mà nếu mà anh em mua xe bên mình thì bảo dưỡng không có cần làm gì đâu, tại xe bên mình là nó lướt hết rồi, nó ngon rồi, mua về chỉ đổ xăng là thay nhớt thôi. Rồi thời gian sau thì mình chỉ cần thay lọc nhớt, rồi đi mòn thì thay vỏ, rồi thay sơn giống như xe thường thôi. Tại vì cơ bản bên mình bán xe là nó chết hết rồi, nó không có cái lỗi nào để cho anh em mà phải phiền phức hết, nên anh em mua về là chạy thôi. Và những cái chiếc xe mà có những cái 500 cây số đầu tiên á, ví dụ như đèn đuốc mà lỡ mà xi nhan nó tắt nó không lên á, bên mình fix hoàn toàn miễn phí hết trong 500 km đầu tiên, là anh em muốn làm cái gì là mình làm miễn phí hết cho anh em. Đó. Rồi vậy nha anh em, ok anh em ha, đây là những cái mẫu xe mà mình đang cập nhật cho anh em. Và anh em cần mẫu xe gì thì hãy lên cái page Facebook đó là Minh Biker, để mình về mẫu xe nào mình up lên mẫu xe đó, và xe mình ra vô liên tục. Có những xe mình chưa kịp quay là đã đi rồi, tại vì anh em qua đây anh em theo dõi liên tục á. Có những xe chưa quay đã bán, còn có những xe vừa về là phải giao, còn những xe khách cọc thì anh em nếu như anh em ở xa thì anh em nói mình gửi xe ra. À, rồi anh em mà ở gần á thì anh em ghé xem xe, hoặc là có nhiều anh em người ta ở xa người ta vẫn bỏ thời gian ra để tới đây để người ta tham khảo, để người ta mua, tại người ta thích mà, sẵn người ta qua người ta giao lưu với mình, anh em qua giao lưu với mình. Rồi vậy nha ha anh em, vậy là cái clip mình là kết thúc ở đây. Cảm ơn anh em, chúc anh em một ngày làm việc thiệt là vui vẻ, chúc anh em thiệt là nhiều sức khỏe nha. Bye bye anh em, và hẹn gặp lại anh em ở clip sau.